Cốc cốc cốc, 9:30 sáng rồi, dậy thôi các bạn ơi. Và chào mừng các bạn đã đến với channel của Hà Nội Computer. Và lại là mình Nami đây. Và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn cũng đã biết là gì rồi phải không nào? Đó chính là tàu nhanh công nghệ số thứ 3. Và trong video này thì sẽ có rất nhiều những thông tin liên quan đến thế hệ các màn hình mới của NVIDIA, cũng như là các thông tin về quân đoàn đỏ AMD. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. AMD cho ra mắt chipset A520, giá cao nhưng không khác gì A320. Càng gần ngày ra mắt, RTX 3000 càng lộ diện rõ ràng hơn. Gamer đòi tăng thời gian hoàn tiền với Microsoft Flight Simulator. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin của đội đỏ bằng một chiếc chipset vừa mới cho ra mắt vào thứ 3 tuần này. Và em nó thì có tên là A520. Với dòng mã đầu năm như thế này thì nhà AMD khẳng định rằng là những chiếc mainboard sử dụng chipset này hoàn toàn tương thích được với Ryzen 3000 hay còn có tên gọi khác là Matic. Và đặc biệt thì em nó sẽ hướng tới phân khúc giá rẻ và sử dụng cho những chiếc mainboard có giá khoảng từ 2 triệu đồng trở xuống thôi các bạn ạ. Giống như là B550, A520 sẽ không hỗ trợ các CPU Ryzen 3 3200G và Ryzen 5 3400G sử dụng kiến trúc Picasso, cũng như các CPU Ryzen đầu 1000 và 2000 trước đó. Mặc dù mang đầu năm, nhưng AMD vẫn không cho các mainboard A520 khả năng hỗ trợ PCIe 4.0 kể cả với Ryzen 3000. Tất cả các kết nối giữa chipset và CPU đều bị giới hạn tại PCIe Gen 3. Ngoài ra thì các bo mạch chủ này cũng không hỗ trợ ép xung, đúng với tính chất giá rẻ tối đa để phục vụ các game thủ có hầu bao không mấy rủng rỉnh hay là các quán net cần tối ưu hóa chi phí. Ngay khi AMD cho ra mắt A520, hàng loạt các thương hiệu bao gồm cả Gigabyte, Asus, MSI, v.v. và mây cũng cho ra mắt giải sản phẩm A520 của mình. Nhìn chung thì chúng không khác gì thế hệ cũ A320. Điều khác biệt duy nhất ở đây là các bạn phải bỏ thêm vài trăm nghìn so với chiếc A320 cùng tên để sở hữu nó. Mặc dù vài trăm nghìn đối với dàn máy đỉnh cao cũng chả có gì đáng nói, nhưng với các sản phẩm giá rẻ, việc đắt thêm vài trăm nghìn nhưng mà tính năng chính thì không có gì thay đổi, chắc chắn sẽ khiến cho những bạn có ý định mua A520 phải đắn đo đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về RTX 3000. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai mục chính. Đầu tiên thì chính là về thiết kế của RTX 3000 gần như đã được lộ diện hoàn toàn. Và thứ hai đó chính là về mức giá của em nó thì đâu đó loanh quanh khoảng 2000 đô các bạn ạ. Và đã đến lúc các bạn đã phải bỏ ra khoảng hơn 1 cây vàng chỉ để sở hữu một em card màn hình thôi đấy. Có thấy đáng sợ không? Trong tuần vừa qua, NVIDIA đã đệ trình lên cơ quan nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc mẫu bảng mạch BG133A để được cấp chứng nhận. Đây cũng là bước cuối cùng trước thềm ra mắt chiếc RTX 3000 của họ. Ở trong ảnh, chúng ta có thể thấy thiết kế Founder Edition gần như không khác gì so với các tin dò dỉ trước đây. Tiếc là chúng ta vẫn chỉ có hai quạt, một chiếc lộ thiên và một chiếc ẩn đi ở phía dưới lớp kẻ giống như là bếp từ. Bảng mạch của RTX 3000 có màu xanh trong ảnh và thực sự thì nhìn khá bé so với những gì mình tưởng tượng. Cũng vào trong tuần này, một trang mạng Trung Quốc đã dò dỉ giá bán của hai mẫu RTX 3090 của Colorful lần lượt có mức giá là 14.000 và 13.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 47 triệu đồng chưa bao gồm thuế phí vận chuyển. Đây là hai phiên bản cao cấp nhất của Colorful mang tên là Vulkan và Neptune. Với mức giá này, mình dự đoán những chiếc RTX 3090 khi về tới Việt Nam đợt đầu tiên sẽ có giá loanh quanh từ 55 cho tới 60 triệu đồng. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã khá dài rồi phải không nào các bạn? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc với một tin tức về việc là các game thủ Steam đang kiện cáo đòi tăng thời gian hoàn tiền với siêu phẩm 2 triệu GB Flight Simulator mới nhất của nhà Microsoft. Lý do ở đây là chính sách hoàn tiền của Steam chỉ áp dụng khi bạn bật game dưới 2 tiếng, kể cả AFK hay là download gì cũng được, dưới 2 tiếng là hoàn tiền. Nhưng mà gạt nỗi Flight Simulator trên Steam chỉ là một cái launcher nhẹ hều. Và sau khi tải launcher đó thì cuộc chơi mới bắt đầu khi mà các bạn phải download thêm tầm 150GB nữa. Với đường truyền cơ bản tại Việt Nam tầm 7MB trên giây thì sẽ mất tầm khoảng 6 tiếng đồng hồ để download xong. Và lúc download xong thì cũng là lúc Steam không cho hoàn tiền bởi đã quá chính sách 2 giờ kể từ khi vào launcher của họ. Nhưng mà thực sự Flight Simulator từ trước đến giờ đã là một tựa game mô phỏng cực kỳ khó chơi và anh em nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi mà mua game, tránh tiền mất tật mang. Nghe kiểu bay thời gian thực thì có vẻ hay ho lắm, cho đến khi mà các bạn nhìn bằng điều khiển hàng nghìn nút cùng với việc ngồi chơi xơi nước gần khoảng 2 tiếng đồng hồ trong một chuyến bay từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh thì có lẽ là cũng chẳng vui chút nào phải không nào. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua số thứ 3 của tàu nhanh công nghệ rồi. Nếu như các bạn muốn mình tổng hợp cũng như là gửi tới các bạn những thông tin tin tức gì vào số tàu nhanh công nghệ thứ 4 được phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật tuần sau thì có thể cùng comment xuống phía bên dưới để cho mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh cũng như là nhấn quả chuông nho nhỏ phía bên dưới đây này để không thể bỏ lỡ bất kỳ một video nào mới của chúng mình. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tàu nhanh công nghệ tuần sau. Bye bye!